đơn vị đã làm việc và sắp xếp lại bộ phận một cửa của thị trấn và chờ ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo để đưa ra hình thức kỷ luật đối với ông Tiến, một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thị trấn chia sẻ. Trước đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau có văn bản chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện U Minh kiểm điểm trách nhiệm đối với Chủ tịch thị trấn U Minh vì để xảy ra nhiều tồn tại, hạn chế nghiêm trọng trong công tác giải quyết thủ tục hành chính. Vào ngày 8 tháng 10, văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau cử cán bộ xuống bộ phận một cửa thị trấn U Minh cùng người dân làm thủ tục hành chính. Tại đây, cán bộ trên ghi nhận có một trường hợp người dân đến 4 lần nhưng vẫn chưa làm được giấy khai sinh cho trẻ em dưới 6 tuổi. Sau đó, cán bộ một cửa nhiều lần yêu cầu người dân bổ sung sổ hộ khẩu, giấy đăng ký kết hôn đến khi người dân trở lại lần thứ 5 vào khoảng 10 giờ cùng ngày, được cán bộ yêu cầu ngồi chờ. Chỉ khi người dân chi 200.000 cho Tiến thì mới nhận được giấy khai sinh. Sau đó, người dân yêu cầu cán bộ tư pháp hộ tịch cấp bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi thì bị từ chối. Cán bộ trên cho rằng thủ tục đó cứ từ, chưa làm liền được. Theo quy định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau, trong lĩnh vực tư pháp hộ tịch được áp dụng tại Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn thì thủ tục đăng ký giấy khai sinh và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, người dân được thực hiện đồng thời và trả kết quả cùng lúc.